chào các bạn nhé. Hôm nay bác sĩ xin chia sẻ về vấn đề vệ sinh phụ khoa. Là phụ nữ mà, chắc là không ai trong đời là không bị viêm nhiễm phụ khoa một lần, có khi là có bị thường xuyên ấy, tùy người, có người thì bị viêm nhiễm ít, có người thì bị viêm nhiễm nhiều. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là cái nguyên nhân nào dẫn đến chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa. Bản chất viêm nhiễm phụ khoa nó rất đơn giản các bạn ạ. Đó là bị mất cân bằng hệ vi khuẩn ở trong âm đạo. Có nghĩa rằng là vi khuẩn có lợi thì giảm đi mà vi khuẩn có hại thì tăng lên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là mất cân bằng hệ vi khuẩn. Bác sĩ chia sẻ một số nguyên nhân mà dẫn đến là chúng ta hay bị viêm nhiễm phụ khoa. Nhất là chúng ta có thể là cái môi trường sống ấy, là cái nguồn nước ấy, không thực sự là sạch, dẫn đến là chúng ta có thể bị viêm nhiễm phụ khoa. Cái thứ hai đó là cái môi trường làm việc, môi trường lao động ấy cũng không thực sự sạch, dẫn đến là chúng ta cũng có thể bị viêm nhiễm phụ khoa. Cái nguyên nhân thứ ba mà có thể hay gặp phải ấy, đó là một số người ấy, có đời sống ABC ấy, không thực sự lành mạnh, dẫn đến là cũng hay bị viêm nhiễm phụ khoa. Là phụ nữ mà, chắc không ai là không có một chai dung dịch vệ sinh ở trong nhà. Tuy nhiên có nhiều người thì sử dụng dung dịch vệ sinh chưa đúng cách, có nhiều người thì sử dụng dung dịch vệ sinh không phù hợp, dẫn đến là chúng ta vẫn bị viêm nhiễm phụ khoa, mặc dù chúng ta có thể vệ sinh phụ khoa thường xuyên hàng ngày. Có nhiều bạn ấy sử dụng dung dịch vệ sinh tuy nhiên là cũng chưa biết cách sử dụng đúng cách đâu các bạn ạ. Có nhiều bạn còn có thói quen dùng dung dịch vệ sinh, tuy nhiên chúng ta lại còn thụt rửa vào bên trong cơ, dẫn đến là mất cân bằng hệ vi khuẩn âm đạo và dẫn đến là chúng ta bị viêm nhiễm thường xuyên, mặc dù chúng ta vẫn sử dụng dung dịch vệ sinh hàng ngày. Hôm nay bác sĩ xin chia sẻ về một loại dung dịch vệ sinh cực kỳ tốt, cực kỳ nổi tiếng trên thị trường các bạn nhé. Đây là hàng nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sản phẩm đó là gì các bạn cùng quan sát nhé. Đây bác sĩ giới thiệu đây. Trên tay bác sĩ là chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Femprep các bạn nhé. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Femprep hồng các bạn ạ. Đây là dung dịch vệ sinh phụ nữ cao cấp. Cái này có rất nhiều thành phần tốt trong sản phẩm. Như các bạn quan sát trên màn hình ấy, cái chai Femprep này có rất nhiều thành phần. Ví dụ như là cúc kim tiền này, cúc thủy sa này, tinh chất lộ hội này, kim ngân hoa và tinh chất quả nam bị quất. Và một thành phần nữa đặc biệt quan trọng, đó là chai dung dịch vệ sinh này có bổ sung lợi khuẩn các bạn nhé. Cái lợi khuẩn này là vi khuẩn có lợi ở trong âm đạo. Chai dung dịch vệ sinh này có rất nhiều vi khuẩn lợi khuẩn, đó là vi khuẩn Lactobacillus. Chính vì thế nên chúng ta dùng cái chai dung dịch vệ sinh hàng ngày này, ngoài vấn đề là vệ sinh phụ khoa, có rất nhiều thành phần tốt như là hoa cúc này, lô hội này, kim ngân hoa này, ngoài ra còn bổ sung lợi khuẩn. Chính vì thế chúng ta sẽ bổ sung được một lượng lớn lợi khuẩn vào trong âm đạo, làm cho cái môi trường âm đạo của chúng ta ấy, là rất nhiều vi khuẩn có lợi và nó trở nên khỏe mạnh hơn. Và đó là lý do chúng ta dùng cái chai dung dịch vệ sinh này này, chúng ta sẽ ngừa được bị nhiễm khuẩn, ngừa được nhiễm nấm các bạn nhé. Chai này là được sản xuất bởi hãng rất nổi tiếng, đó là Chut & Rye ở Anh các bạn nhé. Nó được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chính vì thế nên thành ra là sản phẩm này được phân phối rộng rãi toàn quốc, nên là rất nhiều bạn tin dùng và sản phẩm này có mặt trên thị trường rất là lâu rồi các bạn ạ. Chai này chúng ta sẽ sử dụng hàng ngày và chúng ta có thể sử dụng cho cả phụ nữ mang thai các bạn nhé, tại vì nó an toàn với lại phụ nữ mang thai.